Ngày 10 tháng 5, Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm bệnh bản địa, 11 ca nhiễm bệnh có nhân tố nước ngoài và 1 ca bệnh đang điều tra nguồn lây nhiễm. Trong 11 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài, có 5 ca từ Indonesia và 1 ca bệnh đến từ Syria. 5 ca còn lại là người Đài Loan từ Ấn Độ và Philippines trở về nước. 3 ca bệnh bản địa gồm có một tài xế xe đưa đón những người đến khách sạn Novotel để thực hiện việc cách ly và hai người nhà của viên phi công hãng China Airlines bị xác định nhiễm bệnh. Ngoài ra còn có một viên phi công khác bị lây nhiễm, đang điều tra nguồn nhiễm bệnh. Qua điều tra lịch trình di chuyển cho thấy, chiều ngày 3 tháng 5, viên phi công xác định lây nhiễm đã đến quán rượu Seven Scola thuộc khách sạn Hoa Plaza Đại Bắc. Chiều ngày 4 tháng 5, đã đến nhà hàng Sen Lão Màn ở khu vực Nam Cảng. Trong danh sách sĩ quan dạy lái máy bay bị xác nhận lây nhiễm được công bố trước đây, có một sĩ quan dạy lái máy bay vào ngày 1 tháng 5 đã đến cửa hàng Gloria Outlet ở khu vực trung lịch Đào Viên. Cùng ngày còn đến hai nhà hàng tại trung lịch và lưu trúc. Ngoài ra, vợ phi công đã sửa đổi lại lịch trình di chuyển. Sáng ngày 4 tháng 5 đã đến chi nhánh ngân hàng Fubon ở khu vực nội hồ Đại Bắc. Buổi chiều có đến cửa hàng PS Mark ở đường Tinh Vân, nội hồ. Tối ngày 8 tháng 5, hai quan chức của văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ được xác nhận lây nhiễm COVID-19 đã theo chuyên cơ y tế về đến sân bay Đào Viên. Sau khi xuống máy bay, đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Trung tâm chỉ đạo phòng dịch cho biết, hiện nay tình hình của hai viên quan chức này rất ổn định. Tính đến chiều ngày 9 tháng 5, đã có 8 quan chức của văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ bị ghi nhận lây nhiễm. Do ảnh hưởng dịch bệnh, nhập khẩu lao động di trú trở nên khó khăn hơn. Nếu như kháng hộ công tại gia bỏ trốn, chủ thuê phải chờ đến 3 tháng sau mới có thể thuê lao động khác. Điều này trở thành cơn ác mộng đối với họ. Đoàn thể lao động cho rằng nên hủy bỏ quy định này. Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan cho rằng, thời gian chờ đợi đến 3 tháng là quá dài, cũng không giảm bớt tình hình lao động di trú bỏ trốn, thậm chí còn giúp cho sự tồn tại của thị trường lao động phi pháp. Quan chức Bộ Lao động cho biết,

Năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân cũng cho biết, cơ quan này đang thảo luận vấn đề nêu trên, thế nhưng có liên quan đến tổng thể chính sách lao động di trú, nên không thể dự đoán trước được lịch trình sửa đổi luật. Thời tiết tại Cao Hùng vào chiều ngày 9 tháng 5 vô cùng nóng bức. Ngoài đường, hầu như người nào cũng cầm dù hoặc đội mũ để tránh nắng. Trạm khí tượng nội môn Cao Hùng đo được nhiệt độ cao nhất đạt đến 38,3 độ C. Nhiệt độ cao khiến nhiều người đã chọn đến các hồ bơi hoặc đến các tiệm bán nước giải khát trốn nắng. Cục khí tượng cho biết do ảnh hưởng cao áp Thái Bình Dương, trong 10 ngày nay, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Đông Bán Bộ sẽ từ 29 độ đến 32 độ, khu vực Trung Nam Bộ sẽ cao hơn. Phải chờ từ 2 đến 3 tuần lễ mới có các trận mưa lớn, Cục khí tượng cũng nhắc nhở người dân mấy ngày nay nên tránh tham gia các hoạt động bên ngoài trời, nên có biện pháp chống nắng khi ra bên ngoài, bổ sung thêm nhiều nước. C'est Taiwan bien des champs d'action. Le plus emblématique étant bien sûr celui de l'Organisation mondiale de la santé. Vào tháng 3 vừa qua, nghị sĩ Quốc hội Pháp đã đề xuất dự thảo ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế ngày 6 tháng 5, Quốc hội Pháp với 304 lá phiếu thuận không có phiếu chống, đồng ý thông qua dự thảo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp thông qua một dự thảo ủng hộ Đài Loan. Je veux le dire haut et fort, c'est notre devoir d'aider à retrouver la place que ce pays mérite sur la scène internationale. Ngoài ra, tại buổi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông nước Úc, Ngoại trưởng Đài Loan, ông Ngô Chiu Nhiếp cũng nhắc đến Trung Quốc chuẩn bị phát động cuộc tấn công lần cuối nhắm vào Đài Loan thủ tướng úc morrison cho biết nếu trung quốc dùng vũ lực tấn công đài loan úc sẽ ủng hộ mỹ và các đồng minh